Bấy giờ thiện tài đồng tử một lòng quan sát tí kheo hải tràng, sinh tâm rất khát ngưỡng, nghĩ nhớ tam muội giải thoát đó, suy ngẫm bồ tát tam muội không nghĩ bàn đó, suy ngẫm biển phương tiện lợi ích chúng sinh không nghĩ bàn đó, suy ngẫm môn vô tác dụng phổ tra nghiêm không nghĩ bàn đó, suy ngẫm trí thanh tịnh tra nghiêm pháp giới đó, suy ngẫm trí thọ Phật gia trì đó, suy ngẫm sinh ra bồ tát tự tại lực đó, suy ngẫm bồ tát đại nguyện lực kiên cố đó, suy ngẫm Bồ Tát các hạnh lực thêm rộng đó. Thiện tài đồng tử đứng suy ngẫm quán sát như vậy trải qua một ngày một đêm, cho đến trải qua bảy ngày bảy đêm, nửa tháng một tháng cho đến sáu tháng, lại trải qua sáu ngày nữa. Qua thời gian này rồi, tỷ kheo hải tràng mới từ tam muội dậy. Thiện tài đồng tử khen rằng Đức Thánh rất đặc biệt ít có, rất là thâm sâu như ta muội này, rất là rộng lớn như ta muội này, cảnh giới vô lượng như ta muội này, thần lực khó nghĩ bản như ta muội này, quang minh không gì bằng như ta muội này, trang nghiêm vô số như ta muội này, khó chế ngự như ta muội này, cảnh giới bình đẳng như ta muội này, chiếu khắp mười phương như ta muội này, lợi ích vô hạn như ta muội này, vì có thể diệt trừ vô lượng khổ của tất cả chúng sinh. Đó là hay khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ nghèo thoát khỏi địa ngục, khỏi súc sinh, đóng cửa các xứ nạn, mở đường trời người, khiến cho chúng sinh trời người vui thích, khiến cho chúng sinh vui thích cảnh giới thiền, khiến cho tăng trưởng vui hữu vi, hay vì chúng sinh hiển bày an vui thoát ba cõi, hay vì chúng sinh dẫn phát bồ đề tâm, hay khiến cho tăng trưởng phước trí hạnh, hay khiến cho tăng trưởng tâm đại bi, hay khiến cho sinh khởi sức đại nguyện, hay khiến cho thấu rõ bồ tát đạo hay khiến cho trang nghiêm trí rốt ráo, hay khiến cho nhập vào cảnh giới đại thường, Hay khiến cho chiếu rõ hạnh phổ hiền, hay khiến cho chứng được Bồ Tát địa trí quang minh, hay khiến cho thành tựu các hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát, hay khiến cho an trụ trong cảnh giới trí huệ nhất thiết trí. Đức Thánh, Tam muội này tên là gì? Tỳ Kheo Hải Tràng nói, thiện nam tử, Tam muội này tên là Phổ Nhãn Xả Đắc, lại tên là bát nhã ba la mật cảnh giới thanh tịnh quang minh lại tên là phổ trang nghiêm thanh tịnh môn thiện nam tử ta nhờ tu tập bát nhã ba la mật mà đắc được tam muội phổ trang nghiêm thanh tịnh này có trăm vạn a tăng kỳ tam muội Thiện tài đồng tử nói, Đức Thánh cảnh giới tam muội này rốt giáo chỉ có vậy sao? Tỷ kheo hải chàng nói, thiện nam tử khi nhập vào tam muội này thì biết rõ tất cả thế giới không có chướng ngại, đi đến tất cả thế giới không có chướng ngại, vượt qua tất cả thế giới không có chướng ngại. Tra nghiêm tất cả thế giới không có chướng ngại, tu trị tất cả thế giới không có chướng ngại, nghiêm tịnh tất cả thế giới không có chướng ngại.